Ok, ủa xuống. Đẹp quá, à nhà ơi. Quay, suối đẹp quá. Đây, xuống nhá. Quay lại để làm kỷ niệm. Ui, cuối. Nào mấy đứa kia, cho cái. Chờ cá, các bảo kia. Cầu đi, cầu rụ. Yeah, mình đứng ở đây chờ đón này. Ai đi xa quá, không được đâu. Đây là được rồi. Hôm nay là yên tâm rồi, nó không chèn nhau rồi. Đi vô phải ở đây để còn bắt nối. Này là hơi xa đấy nhưng mà à, đấy. Tí nó quay cảnh đón cô dâu về nhé các bạn nhé. Phải ở lại thôi. Ơ sao bà bé đi sớm thế, chờ cho nó chụp ảnh hôm về trên nhà mình chú. Cầu treo lắt lẻo lập lành khó đi. Bế đi luôn. Thế, ai bà bế phát đi thẳng ấy, quay lại đi. Thì trao cháu nhau con gì, bế lại. Chả thế thì nào, người ta phải trao con, trao cháu rồi mới lấy đi quá. Nào. Đúng rồi, lấy bế mẹ đi. Ngang điện. Được cháu cái thằng lấy đi. Trung Sơn này. Không, tất nhiên là bé cũng được nhưng mà tí lúc nào đi thì ta trao nhau. Thôi không sao. Đấy, cho nó đi xe đi. Ủa, bọn nó đi siêu chưa? Ủa, siêu nha các bạn nha, nhìn này. Quả này gọi là quả. Ái dạ, ủa các bạn ơi, nhìn này, quả đi xe máy qua cầu này. Siêu chưa. Siêu chưa. Đây, bắt đầu nhá, quay nhá, đón cô dâu dí dệ nhá, họ nhà dài bắt đầu đi qua cầu này. Đấy. Đây, cô dâu chú rể đang đi trên dốc này xuống nha. Độc lạ đúng không ạ? Từ bé được đi quay đám cưới kiểu này. Ngày xưa thấy cái bà 26 lấy thằng 62 đi về nhà chồng đi kiểu này. Thế lạ lạ. Lần này lần thứ hai được xem. Đấy, ôi dồi ôi, lúc nãy có cả người đi xe máy nữa có đúng. Này, nước trong trong đẹp. Nước này nước đục chắc là mưa trên đầu nguồn. À đúng rồi, chứ còn mọi hôm là trong vắt. Nó mưa trên đầu nguồn. Đấy nha, cô dâu chú rể đây, đang đi qua cầu nha các bạn nhá. Quả này mới là quả thích này. Đấy. Nó đi quen rồi chứ mình đi ngã giữa cầu. Cái cảnh trên cầu này mới đẹp. Chả đứa chụp kiểu gì nhờ. Mình mải quay. Đấy, cô dâu chú rể bắt đầu chuẩn bị sáng hết cầu cho các bạn nha. Đấy. Đấy. Ôi, tiếp tục đi các bạn nhé. Đi qua cầu phải đi qua rừng nhé các bạn nhé. Buộc mẹ nóng ấy.
tí đi qua nhà hàng để gửi đấy không, tí nó vòng về ai cho đẹp à, cảnh đẹp thế thế á, thế á, thế á, thế à, cái gì không phải ừ. Thế à, út út đấy à, thêm thêm à, à à à à, tưởng con bé này yeah. Ừ, đấy, đám trâu đấy, đây này đường toàn tất toàn cứt trâu các bạn nha, toàn vũ trâu đầm đấy, cảnh cưới ở ở quê thường Phú Thọ nó rất là ý nghĩa, nhất là yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông thì cũng lội, mấy đèo thì cũng qua đấy ạ, mấy đèo cũng lội, mấy sông cũng lội, mấy đèo thì cũng qua. Chịu ông chủ đấy tuyển nhân viên ai ấy? Định hả? Ông chủ đấy tuyển hai nhân viên này, định không tuyển nhân viên à? Bạn ấy to chủ gì? Ông chủ à? Chủ đi. Chưa cưới này bà thờ. Xe ừ. Đồi bên kia, nó cả bờ ngoài la bên kia, bên đấy chạy nữ này. Một
phần tư xã đất của nó, năm cái trại. Ừ. Công tu thôi, làm bất gì. Ừ. Mình nhận làm lộ ngoài, mình có mất công mình làm đây, tu nó làm hết. Lối dễ vào đây à? Trên, nó trên mấy cái rừng vương. Lệ có giá trị lắm. Lệ ở đây lệ được. Cái xưa thì vứt đi chả ai gặp, bây giờ giá trị lắm. Đất 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 bà. Đánh nhau mua. Đánh nhau mua. Nó thích mua đồi không? Mua ở trong đấy nó làm trang trại. Qua cái sáng. Đối tiền, đất 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 bà. Bây giờ bán thì đầy tiền. Ngon quá này gì? Đây. Ngon quá. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Trong bãi ngô đấy. Ừ, nhớ rồi. Đấy, đã về đến nhà rồi, đón dâu về rồi nhà, tình yêu nhỉ. Để quý vị, ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai phái đoàn nhà trai và nhà gái sẽ cùng đứng dậy để ra mắt với toàn thể hội hôn ngày hôm nay. Xin hôn nổ một tràng pháo tay thật lớn thật giòn giã. Và con xin được trân trọng kính mời bố mẹ toàn lý cũng sẽ đứng dậy để cùng ra mắt với toàn thể hội hôn ngày hôm nay. Xin được hôn nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho đại gia đình ngày hôm nay ạ. Vâng, để có được ngày vui ngày hôn lễ long trọng ngày hôm nay thì không thể thiếu được toàn thể quý vị đã về đây chung vui với gia đình. Và con xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đã về chung vui với gia đình ngày hôm nay ạ. Và giờ phút này đây thì đã đông đủ các thành viên chính, các đại biểu chính trong đại gia đình thì cho phép MC Diệu Hằng xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Mạnh Hùng và cô dâu Thúy Trang xin phép được chính thức. Để có được ngày trọng đại ngày hôm nay thì không thể thiếu được hai nhân vật chính.
Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời vị đại diện của hội nhà gái sẽ lên sân khấu để cùng ra mắt với tập thể hội hôn, cũng như có đôi lời phát biểu trước tập thể hội hôn ngày hôm nay, chính thức trao gửi cô dâu Thúy Trang cho đại gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác. Tuyệt vời vì đại diện của họ nhà gái đang cùng thân gửi và mời đến các vị đại diện họ nhà trai và những điều thuốc và những miếng trầu thân thiện và hạnh phúc nhất ngày hôm nay để thay cho những lời chúc phúc tốt đẹp nhất tới cho các con các cháu của mình. Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của vị đại diện họ nhà gái và cũng xin được trân trọng kính mời vị đại diện sẽ hiện diện trên sân khấu ngày hôm nay để cùng có những lời phát biểu tốt đẹp nhất tới cho hội hôn. Xin được trân trọng kính mời bác.